Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Dân Số Ký chương 1. Ngày mùng 1 tháng 2, năm thứ 2 sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se ở trong hội mạc tại đồng vắng Sinai mà rằng: Hãy dựng sổ cả hội dân Israel theo họ hàng và tông tộc của họ. Cứ đếm từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Israel đi ra trận được. Ngươi và A-rôn sẽ kê sổ chúng nó tùy theo đội ngũ của họ. Trong mỗi chi phái phải có một người giúp đỡ các ngươi, tức là người làm tộc trưởng của chi phái mình. Đây là tên những người sẽ giúp đỡ các ngươi. Về chi phái Ruben, Elishu, con trai của Sê-đêu. Về chi phái Simeon, Shelumien, con trai của Suri-ha-đai. Về chi phái Yuda, Nahashon, con trai của Aminadab. Về chi phái Isaka, Nathanael, con trai của Sua. Về chi phái Sabulon, Eliab, con trai của Helon. Về con cháu Joseph, nghĩa là về chi phái Ephraim, Elishama, con trai của Amihud. Về chi phái Manasse, Gamaliel, con trai của Phedashu. Về chi phái Benjamin, Abidan, con trai của Gideoni. Về chi phái Dan, Ahiese, con trai của Amishadai. Về chi phái Ashe, Phagien, con trai của Abran. Về chi phái Gác, Eliasap, con trai của Deuen. Về chi phái Neptali, Ahira, con trai của Enan. Đó là những người được gọi từ trong hội chúng, vốn là quan trưởng của các chi phái tổ phụ mình và là quan tướng quân đội Israel. Vậy, Môi-se và A-rôn nhận lấy các người ấy mà đã được xướng tên. Đến ngày mùng 1 tháng 2, truyền nhóm cả hội chúng, cứ kể tên từng người từ 20 tuổi sắp lên mà nhập sổ theo họ hàng và tông tộc của họ. Vậy, Môi-se kê sổ chúng nó tại đồng vắng Sinai, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Con cháu Ruben là trưởng nam của Israel, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ruben đi ra trận được. Số là 46.500. Con cháu Simeon, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên của hết thảy nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Simeon đi ra trận được. Số là 59.300. Con cháu Gác, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Gác đi ra trận được. Số là 45.650. Con cháu Giu-đa, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Giu-đa đi ra trận được. Số là 74.600. Con cháu của Isaka, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Isaka đi ra trận được. Số là 54.400. Con cháu của Sabulon, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Sabulon đi ra trận được. Số là 57.400. Về hậu tự Joseph là con cháu Ephraim, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Cứ kể từng tên từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ephraim đi ra trận được. Số là 40.500. Con cháu Manasseh, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình.
cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Manasse đi ra trận được. Số là 32.200. Con cháu Benjamin, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Benjamin đi ra trận được. Số là 35.400. Con cháu Dan, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Dan đi ra trận được. Số là 62.700. Con cháu Ase, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Ase đi ra trận được. Số là 41.500. Con cháu Neptali, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Neptali đi ra trận được. Số là 53.400. Đó là những người mà Môi-se, A-rôn và 12 quan trưởng Israel kê sổ. Mỗi quan trưởng kê sổ cho tông tộc mình. Thế thì, hết thảy những người trong dân Israel đã được nhập sổ tùy theo tông tộc mình, từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Israel đi ra trận được. Số là 603.550. Nhưng người Lê-vi, theo chi phái tổ phụ mình, không kê sổ chung với những chi phái khác, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: "Ngươi chớ kê sổ chi phái Lê-vi, và cũng đừng dựng bộ họ chung với dân Israel. Nhưng hãy cắt phần người Lê-vi qua sóc đền tạm chứng cớ, hết thảy đồ đạc và các món thuộc về đền tạm. Ấy là người Lê-vi sẽ chuyên vận đền tạm và hết thảy đồ đạc nó, cùng sẽ làm công việc về đền tạm và đóng trại ở chung quanh đền tạm. Khi nào đền tạm dời chỗ, thì người Lê-vi sẽ tháo dỡ nó. Khi nào đền tạm dừng lại, thì họ sẽ dựng nó lên, còn người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Dân Israel, mỗi người phải đóng ở trong trại quân mình, và mỗi trại quân từng đội ngũ phải đóng gần bên ngọn cờ mình. Nhưng người Lê-vi sẽ đóng trại chung quanh đền tạm chứng cớ, để đừng có sự giận dữ cùng hội dân Israel. Người Lê-vi sẽ coi sóc đền tạm chứng cớ. Dân Israel làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se vậy." Chương 2. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: "Dân Israel, mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình, ở dưới bảng hiệu của tông tộc mình, đối ngang nhau, vây chung quanh hội mạc. Trại quân Giu-đa sẽ đóng tại hướng đông, về phía mặt trời mọc, với ngọn cờ và những đội ngũ của mình. Quan trưởng của người Giu-đa là Nahashon, con trai của Aminadab và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 74.600 người. Chi phái Issachar phải đóng trại bên Giu-đa. Quan trưởng của người Issachar là Nathanael, con trai Sua và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 54.400 người. Kế đến chi phái Sabulon, quan trưởng của người Sabulon là Eliab, con trai của Helon và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 57.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Giu-đa từng đội ngũ, cộng 186.400 người. Họ phải đi tiên phong. Ngọn cờ của trại quân Ruben và những đội ngũ mình phải đóng về hướng nam. Quan trưởng của người Ruben là Elishu, con trai của Sedeu và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 46.500 người. Chi phái Simeon phải đóng trại bên Ruben. Quan trưởng của người Simeon là Shelumien, con trai của Surihadai và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 59.300 người. Kế đến chi phái Gác, quan trưởng của người Gác là Eliasap, con trai của Reuen và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 45.650 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Ruben từng đội ngũ, cộng 151.450 người. Họ phải đi thứ nhì. Sau ấy, hội mạc sẽ đi với trại quân Lê-vi ở giữa các trại quân khác.
trại quân Lê-vi sẽ đi theo thứ tự như đã đóng, mỗi người theo hàng ngũ và theo ngọn cờ mình. Ngọn cờ của trại quân Ephraim và những quân đội người phải đóng về hướng Tây. Quan trưởng của người Ephraim là Elishama, con trai Amihud, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 40.500 người. Chi phái Manasseh phải đóng trại bên Ephraim. Quan trưởng của người Manasseh là Gamaliel, con trai của Phê-đác-su, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 32.200 người. Kế đến chi phái Benjamin, quan trưởng của người Benjamin là Abidan, con trai của Gideoni, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 35.400 người. Vậy các người đã kê sổ theo trại quân Ephraim từng đội ngũ cộng 108.100 người. Họ phải đi thứ ba. Ngọn cờ của trại quân Dan và những quân đội họ phải đóng về hướng bắc. Quan trưởng của người Dan là Ahiezer, con trai của Amishadai, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 62.700 người. Chi phái Asher phải đóng trại bên Dan. Quan trưởng của người Asher là Phagien, con trai của Abran, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 41.500 người. Kế đến chi phái Nephtali, quan trưởng của người Nephtali là Ahira, con trai của Enan, và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 53.400 người. Vậy các người đã kê sổ theo trại quân Dan cộng 157.600 người. Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh. Đó là những người trong dân Israel mà người ta tu bộ tùy theo tông tộc mình. Trong các trại quân, hết thảy người đã kê sổ từng đội ngũ là 603.550 người. Nhưng người Lê-vi không nhập sổ chung với dân Israel tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Dân Israel y theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, bèn đóng trại tùy theo ngọn cờ mình, và mỗi người ra đi tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Chương 3. Này là dòng dõi của A-rôn và Môi-se về ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại trên núi Sinai. Này là tên các con trai A-rôn. Trưởng nam là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Đó là tên các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ đã chịu phép sức dầu và được lập lên để làm chức tế lễ. Vả Nadab và Abihu đã thác trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va tại trong đồng vắng Sinai. Hai người này không có con. Còn Eleasa và Ithama làm chức tế lễ trước mặt A-rôn là cha mình. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy khiến chi phái Lê-vi lại gần, đặt trước thầy tế lễ A-rôn để người Lê-vi phục sự người. Người Lê-vi sẽ giữ chức phận của người và chức phận của cả hội chúng về trước hội mạc mà làm những công việc của đền tạm. Cũng phải coi sóc hết thảy đồ đạc của hội mạc và mọi vật chi dân Israel giao cho đặng dùng làm công việc của đền tạm. Vậy, ngươi phải giao người Lê-vi cho A-rôn và cho các con trai người, vì đã lấy họ từ trong vòng dân Israel mà ban trọn cho A-rôn rồi. Vậy, ngươi sẽ lập A-rôn và các con trai người để làm chức tế lễ. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: này, từ giữa dân Israel ta chọn lấy người Lê-vi thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vậy người Lê-vi sẽ thuộc về ta, vì hết thảy con đầu lòng đều thuộc về ta. Ngày xưa khi ta hành hại các con đầu lòng trong xứ Ê-díp-tô, ta đã biệt riêng ra thánh cho ta hết thảy con đầu lòng trong Israel. Bất luận loài người hay thú vật, chúng nó đều sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se tại trong đồng vắng Sinai mà rằng: hãy kê sổ con cháu Lê-vi tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thảy nam đinh từ một tháng sắp lên. Môi-se bèn kê sổ người Lê-vi theo mạng của Đức Giê-hô-va y như Ngài đã phán dặn người vậy. Đây là các con trai của Lê-vi kể từng tên: Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Đây là tên của các con trai Gẹt-sôn tùy theo họ hàng mình: Líp-ni và Si-mê-i.
Đây là các con trai của Kehat tùy theo họ hàng mình: Amram, Yitsha, Hebron và Uziel. Và các con trai của Merari tùy theo họ hàng mình là Matli và Mushi. Đó là những họ hàng của người Levi tùy theo tông tộc của họ. Họ hàng Libni và họ hàng Shimei thuộc về Gẹt-sôn. Đó là hai họ hàng của Gẹt-sôn vậy. Những người trong họ Gẹt-sôn được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 7.500 người. Các họ hàng của Gẹt-sôn đóng trại về phía tây sau đền tạm. Quan trưởng của tông tộc Gẹt-sôn là Eliasáp, con trai của La-ên. Chức phận của con cháu Gẹt-sôn trong hội mạc là coi sóc mọi vật chi can đến đền tạm và trại, tức là tấm bông của trại và bức màn của cửa hội mạc, các bố vi của hành lang và bức màn của cửa hành lang bao phủ chung quanh đền tạm và bàn thờ, cùng dây chạc về các việc của đền tạm. Họ hàng Amram, họ hàng Yitsha, họ hàng Hebron và họ hàng Uziel thuộc về Kehat. Đó là những họ hàng của Kehat. Cứ kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 8.600 người có chức phận săn sóc nơi thánh. Các họ hàng của con cháu Kehat đóng trại bên hông đền tạm về phía nam. Quan trưởng của tông tộc Kehat là Elishaphan, con trai của Uziel. Người Kehat coi sóc hòm bảng chứng, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ và những đồ đạc của nơi thánh để dùng về việc thờ phượng, luôn với bức màn và các vật chi can đến. Tổng trưởng của người Levi là Eleasa, con trai của thầy tế lễ Aaron, được đặt lên quản trị những người coi sóc nơi thánh. Họ hàng Matli và họ hàng Mushi thuộc về Merari. Đó là hai họ hàng của Merari vậy. Những người trong bọn Merari được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 6.200 người. Quan trưởng của tông tộc Merari là Suriel, con trai của Abihai. Con cháu Merari đóng trại bên hông đền tạm về phía bắc, có phần coi sóc các tấm ván của đền tạm, cây xà ngang, trụ, lỗ trụ, những đồ đạc và mọi việc thuộc về đó. Những trụ ở chung quanh hành lang và lỗ trụ, những nọc và dây chạc của trụ. Những người đóng trại trước đền tạm về phía đông, tức trước hội mạc về phía mặt trời mọc, là Môi-se, A-rôn và các con trai người, có chức phận săn sóc nơi thánh thế cho dân Israel. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Hết thảy người Lê-vi mà Môi-se và A-rôn vâng mạng Đức Giê-hô-va tu bộ, tùy theo họ hàng của họ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 22.000 người. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy kê sổ hết thảy con trưởng nam của dân Israel từ một tháng sắp lên và hãy dựng sổ tên chúng nó. Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi phải chọn lấy cho ta người Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Israel. Cũng phải bắt súc vật của người Lê-vi thế cho mọi con súc vật đầu lòng của dân Israel. Vậy Môi-se kê sổ các con trưởng nam của dân Israel y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Hết thảy những con trưởng nam kể từng tên từ tuổi một tháng sắp lên theo sự kê sổ họ là 22.273 người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy chọn lấy những người Lê-vi thế cho hết thảy con trưởng nam của dân Israel và súc vật của người Lê-vi thế cho súc vật của dân Israel. Vậy các người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Còn về sự chuộc lại con trưởng nam của dân Israel, kê sổ hơn số người Lê-vi 273, thì ngươi phải thâu mỗi người 5 siết lơ, tùy theo siết lơ nơi thánh. Một siết lơ là 20 gera. Ngươi phải giao bạc cho A-rôn và các con trai người. Ấy là bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn. Vậy, Môi-se thâu bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn số người Lê-vi đã chuộc lại. Bạc mà người thâu về những con trưởng nam của dân Israel cộng được 1.365 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va, giao bạc chuộc lại cho A-rôn và các con trai người y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.
Thi Thiên 43. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy đoán xét tôi và binh vực duyên cớ tôi đối cùng một dân vô đạo. Hãy giải cứu tôi khỏi người dối gạt chẳng công bình. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa là sức lực tôi. Cớ sao Chúa đã từ bỏ tôi? Nhân sao tôi phải ở buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi? Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra. Nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa. Bây giờ, tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức đến cùng Đức Chúa Trời là sự rất vui mừng của tôi. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ lấy đờn cầm mà ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Chương 18. Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vậy: Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm. Này, nó đang nắn đồ trên cái bàn xây. Cái bình đã nắn ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắn cái bình khác tùy ý mình muốn làm. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Israel, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy. Trong lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia, đặng nhổ đi, hủy đi, diệt đi. Nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ý ta đã toan giáng tai họa cho nó. Cũng có lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia, đặng dựng nó, trồng nó. Nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không nghe tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý ta đã định xuống phước cho nó. Vậy nên bây giờ hãy nói cùng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, bảo họ rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đang gây tai vạ đánh các ngươi, đặt mưu kế hại các ngươi. Ai nấy khá dây lại khỏi đường ác mình, chữa đường lối mình và công việc mình. Nhưng họ nói rằng: Khéo mất công, chúng ta cứ theo mưu mình, ai nấy sẽ theo sự cứng cỏi của lòng xấu mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy hỏi trong các nước, có ai đã hề nghe sự như vậy không? Gái đồng trinh của Israel đã làm việc rất đáng gớm. Có ai thấy tuyết của Liban lìa bỏ vần đá nơi đồng bằng chăng? Hay là có ai thấy nước sông mát từ xa chảy đến mà cạn tắt đi chăng? Thế mà dân ta đã quên ta, đốt hương cho thần tượng giả dối. Vì vậy, nó đã vấp ngã trong đường mình, trong nẻo cũ, đặng đi trong đường chưa dọn đắp. Nên đất nó trở nên gỡ lạ, làm trò cười mãi mãi, kẻ qua người lại đều sững sờ và lắc đầu. Ta sẽ làm cho nó tan lạc trước mặt kẻ thù, như bởi trận gió đông. Ta xây lưng lại đằng nó, chẳng xây mặt lại trong ngày nó bị tai nạn. Chúng nó bèn nói rằng: Hãy đến, đồng lập mưu nghịch cùng Giê-rê-mi, vì thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu gì sự khôn ngoan, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời tiên tri. Chúng ta hãy đến, lấy miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để tai vào lời nó nói chút nào. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin vì tôi, ghé tai nghe những lời của kẻ cãi lẫy với tôi. Người ta có lẽ nào lấy ác báo thiện sao? Vì họ đã đào hầm đặng hại linh hồn tôi. Xin Ngài nhớ rằng tôi từng đứng trước mặt Ngài đặng vì họ cầu phước, làm cho cơn giận Ngài xây khỏi họ. Vậy nên xin Ngài phó con cái họ cho sự đói kém, và chính mình họ cho quyền gươm dao. Nguyền cho vợ họ mất con và trở nên quá bụa, cho chồng bị chết dịch, cho những người trai tráng bị gươm đánh giữa trận mạc. Nguyện cho người ta nghe tiếng kêu ra từ trong nhà, khi Ngài sẽ khiến đạo quân thoạt đến xông vào họ. Vì họ đã đào hầm để sập bắt tôi và giấu lưới dưới chân tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài biết cả mưu trước họ nghịch cùng tôi để giết tôi.
xin đừng tha sự gian ác họ, đừng xóa tội lỗi họ khỏi mắt Ngài, nhưng cho họ vấp ngã trước mặt Ngài. Xin Ngài phạt họ trong ngày nổi giận của Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.